Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Đức trong hai ngày 17 và 18 tháng 10 và thăm Angola trong tháng 12. Những chuyến thăm này từng bị hoãn khi Tổng thống Biden chỉ đạo các hoạt động ứng phó với cơn bão Milton. Tổng thống Joe Biden sẽ gặp giới chức Đức nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước và phối hợp trong các ưu tiên địa chính trị bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và các diễn biến ở Trung Đông. Tổng thống Joe Biden sẽ tái khẳng định cam kết chung của hai nước đối với dân chủ và chống chủ nghĩa bài Do Thái và hận thù, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và công nghệ, đồng thời tăng cường liên minh và đối tác châu Âu, Đại Tây Dương. Trong tuần đầu tiên của tháng 12, Tổng thống Joe Biden sẽ thăm Angola, qua đó công nhận vai trò của Angola như một đối tác chiến lược và lãnh đạo khu vực. Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo Angola sẽ thảo luận hợp tác giữa hai nước về an ninh, y tế và đối tác kinh tế nhằm mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm 17 tháng 10 cho biết, Hội đồng Nhân dân tối cao tức Quốc hội Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp, trong đó chỉ định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Bước đi phù hợp với tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un từ bỏ mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng ngày một leo thang với Hàn Quốc. Cũng theo KCNA, Triều Tiên đã cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc sau khi cho nổ mìn trên diện rộng. Nước này khẳng định đây là hành động hợp pháp chống lại một quốc gia thù địch theo định nghĩa trong hiến pháp. Tuần trước, Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên đã tổ chức phiên họp toàn thể kéo dài 2 ngày, dự kiến sẽ sửa đổi hiến pháp để chính thức coi Hàn Quốc là một quốc gia riêng biệt và là kẻ thù chính. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước không đưa tin về động thái này, làm dấy lên suy đoán liệu việc thay đổi hiến pháp có bị trì hoãn hay không. Quan hệ liên triều đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Thời gian qua, chứng kiến liên tiếp các hành động ăn miếng trả miếng lẫn nhau giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Trong khi Triều Tiên hủy bỏ hoàn toàn các chính sách và cơ chế liên quan đến hòa giải với Hàn Quốc, thì Seoul cũng tăng cường tiềm lực quân sự, củng cố liên minh với Mỹ thông qua thực hiện các biện pháp răn đe mở rộng. Theo Newsweek, chướng ngại vật răng rồng đã xuất hiện một cách khó hiểu trên con đường ở tỉnh biên giới Kursk của Nga. Nhiều người cho rằng vật thể này được lực lượng phá hoại của Ukraine dựng lên trong lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của máy bay không người lái UAV Ukraine. Binh sĩ Nga đã bị mắc kẹt do vướng phải răng rồng bí ẩn xuất hiện ở Kursk. Trên thực tế, những khối bê tông cốt thép hình kim tự tháp được dùng để cản xe tăng và bộ binh cơ giới không phải là điều xa lạ trong xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, các kênh Telegram nhấn mạnh những chướng ngại vật này ở Kursk đã được dựng vào ban đêm ở phần biên giới của Nga và nằm trên những con đường mà binh sĩ Nga hay sử dụng. Những kẻ lạ mặt đã đặt răng rồng ở phía sau, trên các tuyến đường sơ tán mà ô tô lao nhanh để tránh UAV góc nhìn thứ nhất FPV. Kênh Telegram Rus Troika 1945 có 230.000 người theo dõi cho biết hôm 14 tháng 10. Cũng theo kênh Telegram này, số vụ tai nạn liên quan tới răng rồng trong vòng 1 giờ còn cao hơn số sự cố do UAV Ukraine tấn công trong một tuần. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trong một bài đăng tiếp theo, kênh Telegram Rus Troika 1945 cho hay, các thành viên của tình báo quân đội Nga sẽ sớm tìm ra những kẻ chỉ huy và phá hoại. Hiện chưa rõ ai đã đặt các chướng ngại vật trên các con đường ở Kursk. Song quân đội Nga cũng từng nhiều lần chứng kiến các cuộc tấn công phá hoại làm cản trở hoạt động quân sự. Điển hình vào tháng 9, Ukrinform đưa tin, phong trào phản kháng Ates của Ukraine tuyên bố đã cho nổ tung một đường dây xe lửa được sử dụng để cung cấp thiết bị và đạn dược cho các lực lượng Nga ở Kursk. Ukraine đã bất ngờ tấn công vùng Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Sau đó vài ngày, Kiev tuyên bố đã chiếm đóng khoảng 1.300 km2 lãnh thổ Nga. Gần đây, một số báo cáo cho hay các lực lượng Nga đã giành lại được khoảng 1/4 lãnh thổ mà Ukraine chiếm đóng ở Kursk. Kênh Telegram tình báo Deep State của Ukraine cho biết, tính tới ngày 14 tháng 10, quân đội Nga đã liên tiếp phản công trong ngày thứ 5 ở Kursk và chiếm lại được gần 120 km2. Theo Ukraine, Nga đã điều động khoảng 50.000 binh sĩ từ các mặt trận khác tới Kursk. Ngày 16 tháng 10, các nước Baltic, Bắc Âu đã quyết định cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ năng lượng nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine trước mùa đông sắp tới.
Phát biểu sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Sibiha và những người đồng cấp từ các nước Baltic Bắc Âu, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển cho biết các nước Baltic Bắc Âu đã thông qua một gói hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng phục hồi năng lượng và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine trong mùa đông năm nay. Theo đó, các nước này sẽ cung cấp tuabin, máy phát điện, tấm pin mặt trời, máy biến áp và hệ thống sưởi ấm cũng như hỗ trợ tài chính cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển nhấn mạnh, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến hầu hết các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tàn phá nặng nề. Gói hỗ trợ này sẽ tăng cường khả năng phục hồi các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, giúp người dân Ukraine vượt qua mùa đông này. Gói viện trợ năng lượng được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm thành phố Odessa của Bộ trưởng Ngoại giao các nước Baltic, Bắc Âu. Ngoài gói viện trợ năng lượng, đại diện các nước cũng đã thảo luận về tình hình xung đột Nga-Ukraine hiện nay, mục tiêu của Ukraine trong việc hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài, cũng như tiến trình gia nhập EU của quốc gia Đông Âu này. Giới chuyên gia cho rằng, chuyến thăm đến thành phố Odessa cho thấy nỗ lực của các nước Baltic Bắc Âu trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời thể hiện cam kết kiên định của các nước này đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chuẩn tướng Iran Ebrahim Rostami tuyên bố Tehran sở hữu vũ khí vượt trội hơn so với bom hạt nhân. Tuyên bố của chuẩn tướng Iran Rostami được đưa ra nhằm đáp lại lời kêu gọi xem xét lại học thuyết quân sự phi hạt nhân của nước này trong bối cảnh Israel đe dọa tấn công. Hôm 15 tháng 10, cựu thư ký Ủy ban Phát triển và Trang thiết bị của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC Rostami cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi thay đổi học thuyết, nhưng có một số nghị sĩ không biết về một số khía cạnh vì chúng liên quan đến thông tin được phân loại cao và tuyệt mật. Vị tướng này tuyên bố Iran có vũ khí vượt trội hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân. Ám chỉ thiết bị quân sự này từng được triển khai trong quá khứ và nhắc lại vụ tấn công tàu chở dầu Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE vào năm 2019. Khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn cắt giảm lượng dầu xuất khẩu, chúng tôi cũng lên sẵn một số hoạt động chiến thuật. Tôi sẽ không nói ai thực hiện chúng, nhưng 5 tàu chở dầu đã phát nổ tại cảng Fujairah, được canh gác nghiêm ngặt. Họ thậm chí còn không biết cuộc tấn công đến từ đâu và đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc. UAE cáo buộc chúng tôi, nhưng không thể đưa ra bằng chứng. Đây là một số ví dụ mà tôi có thể đề cập đến, ông Rostami tuyên bố. Một nhóm nghị sĩ Iran kêu gọi Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao xem xét lại học thuyết quốc phòng và bãi bỏ lệnh cấm phát triển vũ khí hạt nhân. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh Israel liên tục đe dọa tấn công cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran. Căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và Hezbollah, cùng tướng IRGC thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF vào tháng 9. Để trả đũa cuộc tấn công, Iran thực hiện vụ phóng tên lửa vào ngày 1 tháng 10 và tuyên bố chỉ nhắm vào cơ sở quân sự. Sau cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã dọa có phản ứng mạnh mẽ và chính xác, bất ngờ, trong khi quan chức Israel lại ủng hộ cuộc tấn công trả đũa tàn khốc vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm cả cơ sở hạt nhân. Tehran kêu gọi nhà nước Israel kiềm chế không thực hiện thêm các bước leo thang và cảnh báo Iran sẽ chuẩn bị tự vệ cũng như trả đũa mọi cuộc tấn công.